Còn lông tiên nó sơ nhỉ. Màu trắng trắng à? Sập cái bên này cái gì? Bây chim mùa đông ghét thế chứ đi. Đứng ngay đồng làm gió. Cúp bầu luôn. Trời rét bổi cũng không thể diễn được nhiều. Đấu này nó rất tốt. Gió. Ai đây? Ồ, quay lên đi bé ơi.
vừa nãy đang gió thổi tự sập đồng, kèo này cẩn thận là sập nữa. Nhảy đi xem nào. May chỗ này nó còn vướng được cái cây nhà, không mấy gió, gió nó đỡ đi. Nay không đã. Phải cái thế nào? Cần tưởng sẽ ăn một lâu nhỉ?